Dòng bánh healthy thì nó vừa có thể đáp ứng được về cái mặt thẩm mỹ, đồng thời là lại rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là các cái loại hạt dinh dưỡng. So với các cái dòng bánh mứt kẹo truyền thống thì điểm ưu việt trước hết của dòng bánh healthy thì là nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là về cái hàm lượng đường và các cái nguyên liệu về tinh bột nó cũng đã là vượt trội. Chúng ta cũng có thể đa dạng từ dòng bánh biscotti này, bánh ngói hạnh nhân, các loại hạt ngũ cốc tẩm vị. Chúng ta có thể sử dụng hạt điều hoặc hạt hạnh nhân hoặc hạt maca. Thường thì các bạn nhỏ ấy, các bạn sẽ thích ăn các cái sản phẩm mềm, có các cái dòng sản phẩm như là kẹo sữa hạt hoặc là những cái sản phẩm làm từ thanh gạo lứt chẳng hạn, kèm thêm bánh quy và các cái loại hạt dinh dưỡng. Chỉ có một lưu ý là khi ta làm cho trẻ nhỏ thì hạt sẽ được cắt nhỏ hơn. Đối với các chị em phụ nữ thì mọi người lại có cái xu hướng ấy là sử dụng các cái loại hạt giàu dinh dưỡng như là các cái hạt maca, các hạt óc chó hoặc là các cái sản phẩm hoa quả sấy lạnh, vừa có tác dụng đẹp da lại giữ được dáng. Các cái sản phẩm healthy này ấy thì lại rất phù hợp với đối với các cái đối tượng bị bệnh tiểu đường cũng như huyết áp. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng chúng ta cũng có thể cân đối về liều lượng để được cho nó phù hợp. Mọi người có hoàn toàn có thể tự làm các sản phẩm healthy tự tại nhà được, bởi vì rất dễ làm, nguyên liệu cũng rất dễ tìm kiếm. Đồng thời ấy, khi ta tự làm các cái sản phẩm này thì ta có thể đảm bảo được về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhược điểm của dòng sản phẩm handmade ấy là hạn sử dụng không được dài. Chính vì vậy nếu như mà ta làm các cái sản phẩm healthy này rồi dành cho gia đình tại nhà thì nên làm một số lượng vừa phải đủ ăn. Tùy theo từng loại thì sẽ có hạn sử dụng riêng đấy.